cựu Thủ tướng Ba Dũng phải nín thở qua sông để giúp Tô Lâm lên nắm quyền như thế nào. Cho đến thời điểm hiện nay, với những diễn biến mới trên chính trường, một số ý kiến cho rằng mọi chủ trương hay ý đồ của Tô Lâm sẽ trở thành hiện thực. Sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Tô Lâm lập tức bắt tay tiến hành cải cách, sửa đổi những vướng mắc trong toàn bộ các lĩnh vực, đặc biệt là hai vấn đề nhạy cảm, dễ đụng chạm, đó là đường lối và nhân sự được ông Tô Lâm nhắc đến. Nguồn tin nội bộ của Thời báo.de nói rằng, tại Hội nghị Trung ương 10 tới đây, ông Tô Lâm sẽ chỉ còn giữ một chức vụ duy nhất là Tổng Bí thư. Chức vụ Chủ tịch nước sẽ được giao cho một lãnh đạo khác, có thể là Đại tướng Lương Cường. Nếu tình huống này xảy ra thì Lương Cường cũng khó có thể trụ được lâu ở vị trí Chủ tịch nước. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Câu trả lời là đã là Tổng Bí thư thì ông Tô Lâm đương nhiên giữ vai trò trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14. Mặt khác, ông Tô Lâm cũng đương nhiên là Bí thư Quân ủy Trung ương. Việc xử lý đối với tướng Lương Cường sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì. Các vị trí quan trọng nhất trong tứ trụ hiện nay được cho là do đàn em của Ba Dũng nắm giữ. Cụ thể, Phạm Minh Chính thì nắm chính phủ, tức là cơ quan hành pháp. Quốc hội là cơ quan lập pháp do Trần Thanh Mẫn, là cựu bí thư Cần Thơ, đứng đầu. Quan trọng nhất, vị trí đứng đầu Đảng và Nhà nước do một mình ông Tô Lâm nắm giữ toàn bộ. Gần đây trên mạng xã hội, tên của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được nhắc đến rất nhiều lần sau khi ông Dũng liên tục xuất hiện cùng Tô Lâm trong một số sự kiện nổi bật. Cùng lúc đó, những hình ảnh được coi là tuyệt mật về sự thân thiết giữa Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây 16 năm trên một chuyến chuyên cơ của Vietnam Airlines lần đầu tiên được công bố. Thời điểm đó, ông Ba Dũng mới nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ đầu được 2 năm, còn Thiếu tướng Tô Lâm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tướng Nguyễn Văn Hưởng, là một trợ lý đắc lực cánh tay phải của ông Ba Dũng. Những điều vừa kể trên cho thấy những tin đồn về một kế hoạch hậu Ba Dũng để ông Dũng quay trở lại có thể là có thật và được cho là đã được chuẩn bị từ rất sớm. Một chi tiết không thể không nhắc đến là trong tấm hình ông Ba Dũng xuất hiện bên cạnh Tô Lâm vào ngày 17 tháng 8 tại Sài Gòn, ngồi sát bên tay phải của ông Dũng là Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh. Ông Lê Hồng Anh chính là người đã đỡ đầu cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, cựu Chủ tịch Hà Nội, người đang phải thụ án liên quan đến tham nhũng. Giới thạo tin trước đây từng tiết lộ, trước Đại hội lần thứ 12, Giám đốc Công an Hà Nội Trung Con, từ ngày lên ghế Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ sau 3 tháng, đã trở thành Chủ tịch Hà Nội. Vẫn theo giới thạo tin, khi đó, Trung Con đã huynh hoàng rằng, nếu ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, thì người bị xử lý đầu tiên chính là Tô Lâm. Đó là lý do khiến cho Trung Con, là con nuôi của Lê Hồng Anh, đã bị khởi tố bắt giam với lý do làm lộ bí mật nhà nước, cho dù ông Lê Hồng Anh là một người bạn vào sinh ra tử với Ba Dũng. Đây chính là viễn kiến của ông Ba Dũng. Vì mục đích quay trở lại, ông Dũng đã chấp nhận nín thở để qua sông. Tổng Trọng lúc sinh thời nổi tiếng là người mưu mô xảo quyệt, nhất là sau lưng Tổng Trọng có các cố vấn Trung Quốc. Vậy mà việc các nhân vật chủ chốt như Tô Lâm, Phạm Minh Chính hay Phan Văn Giang được cho là những đệ tử ruột của ông Ba Dũng vẫn còn chủ lại được và tiếp tục leo lên cao hơn trong hơn 13 năm ông Trọng cầm quyền. Đây là thành công ngoạn mục của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của mình. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nín thở qua sông để giúp Tô Lâm nắm quyền lực như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tô Lâm và Ba Dũng có cải cách thiết lập chế độ tổng thống ở Việt Nam hay không? Với phong cách thần tốc cũng đã nói là làm, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, chiều ngày 21 tháng 8, Tô Lâm đã cho công bố các quyết định của Bộ Chính trị về điều động phân công cán bộ. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính sang giữ chức Thường trực Ban Dân vận Trung ương.
Theo giới quan sát, cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa thể khẳng định mọi chủ trương hay ý đồ của Tô Lâm đều được cụ thể hóa nhanh chóng trên thực tế và khó có thể đảo ngược. Tại sao lại có câu hỏi như vậy? Trong những ngày gần đây trên mạng xã hội, một số người có ảnh hưởng với công chúng bỗng dưng nhắc tới hoặc ca ngợi cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Công luận cũng muốn biết lý do vì sao ông Ba Dũng liên tục xuất hiện cùng ông Tô Lâm trong một số sự kiện. Phải chăng cựu Thủ tướng đang định trở thành chấp chính? Theo giới phân tích, sự trở lại chấp chính của ông Ba Dũng là điều không thể. Nhưng với vai trò quân sư hay cố vấn, thì ông Ba Dũng vẫn có thể gây ảnh hưởng với chính trường tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ các video clip về ý kiến của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định muốn chống tham nhũng, lãng phí thì phải chống bằng thể chế, cơ chế, chứ không phải bằng đốt lò. Đây được đánh giá là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại, móng Tô Lâm cần xem xét để áp dụng. Mới đây, trên mạng xã hội loan truyền tốc độ chóng mặt về hình ảnh thân mật giữa ông Tô Lâm lúc đó là thiếu tướng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây 16 năm. Lần đầu tiên bức ảnh được công bố. Hình ảnh này được cho là ông Tô Lâm tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức đầu tháng 3 năm 2008. Khi đó, Thiếu tướng Tô Lâm giữ chức Phó Tổng trưởng Tổng cục An ninh dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Giới thạo tin cho biết, trong tấm hình này, người đứng giữa mặc áo trắng là Trung tướng Bùi Văn Nam, thời điểm đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Tổng cục 5 Bộ Công an. Tướng Nam trước đó từng là thư ký của Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưởng. Bộ trưởng Hương chính là người đã nâng đỡ, dìu dắt Tô Lâm để mà thăng tiến. Đây cũng chính là lý do vì sao trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng vẫn được ông Tô Lâm nâng đỡ và bao bọc. Đáng chú ý, Trung tướng Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam là thứ trưởng duy nhất phục vụ dưới thời Bộ trưởng Trần Đại Quang, được tổng trọng giữ lại, tiếp tục làm thứ trưởng. Theo giới thạo tin, tướng Bùi Văn Nam có thể chính là cây bút Dương Vũ, là tác giả loạt bài viết 16 kỳ với tựa đề Ai đã làm khánh kiệt đất nước, có nội dung tố cáo sai phạm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi tấm hình kể trên được công bố, người ta mới ngã ngửa về hành động được cho là trá hàng tài tình của thứ trưởng duy nhất là người phục vụ dưới thời Đại Bộ trưởng Trần Đại Quang và được tổng trọng giữ lại. Trong loạt bài viết 16 kỳ với tựa đề Ai đã làm khánh kiệt đất nước, tác giả tiết lộ một tin động trời. Đó là vào khoảng thời điểm trước Đại hội 12 đầu năm 2016, nếu cơ hội đến thì 3X sẽ là Tổng thống và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giải tán. Nếu chưa chín muồi, 3X sẽ là Tổng Bí thư, có thể kiêm Chủ tịch nước. Những đồn đoán vừa kể trên liệu có liên quan gì đến cái gọi là công cuộc cải cách thể chế của ông Tô Lâm đang định làm hay không, khi mà Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trong vai trò đại ca đứng phía sau? Liệu Tô Lâm có thể thiết lập thể chế Cộng hòa Tổng thống của Việt Nam nếu có cơ hội hay không? Và chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Tổng và Ba Dũng có cải cách thiết lập chế độ Tổng thống ở Việt Nam hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.